Vâng, và vòng đầu tiên của chương trình Giác quan thứ 6 được mang tên là Xuyên thấu. Thì ở vòng xuyên thấu này, chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai trẻ trung, đẹp trai, tài năng. Họ sẽ đứng sau ba bức màn trắng có đèn phía sau rọi lên. Cái các chị nhìn thấy chỉ là cái hình dáng của họ thôi. Và mỗi người sẽ trình bày về quan điểm đời sống hoặc là về những cái quan điểm về giác quan thứ 6 của họ. Sau khi mình nghe xong ba người, sẽ có ba gương mặt hiện lên phía trên. Năm lộn xộn. Nhiệm vụ của hai chị là phải lựa chọn gương mặt và hình dáng ghép lại với nhau. Mỗi lần đúng sẽ được 5 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay với vòng 1 được mang tên là Xuyên thấu. Xin mời. Biết đây ai luôn á, chưa nói gì biết luôn. Ai vậy chị? Phạm Văn Mách. Chị cũng nghĩ vậy. Tại cái tướng đô đô hai bên tai rồi lùng lùng đó. Chị Giang, chị ấn tượng với cái dáng nào nhất chị Giang? Ấn tượng với cái dáng này nè. Dành của em nữa. Đâu có, tại vì hỏi chị trước chứ. Đừng lát cưng cứ đấy đi. Lát cưng cứ đấy đi. Cứ đấy đi. Cứ đấy đi hả? Còn chị Cát Tường. Thôi thì cái tôi thích thì bà chị tôi bà chọn trước rồi. Tính lão đắc thọ đi. Mình chọn anh lùng lùng kia cũng được. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu của ba chàng trai. Xin mời chàng trai đầu tiên. Tôi là một chàng trai sống tình cảm, vui vẻ và hay cười. Người thân và bạn bè hay gọi tôi với biệt danh là Mín. Tôi thường bị hấp dẫn bởi những cô gái vui tính, đặc biệt là hay cười giống như tôi. Tôi chắc chắn và khẳng định rằng không ai có thể vượt qua giác quan thứ 6 của người phụ nữ, nhất là lúc người phụ nữ đang yêu. Để khẳng định thêm lời nói của tôi có chắc hay không, thì các khách mời xinh đẹp hãy vận dụng linh tính của mình để đoán xem khuôn mặt của tôi nằm ở vị trí nào nhé. Và nhớ là đừng để bị xịt khỏi đó. Mín, Mín, chị Lê Giang hay cười lắm đó Mín. Chị Lê Giang vui lắm đó Mín. Chị Lê Giang cũng là người phụ nữ đang yêu đó Mín. Thì các đường hãy hình dung cái bạn này, xem bạn này cái mặt bạn như thế nào. Em biết ảnh rồi, chị nhớ nha, tóc đầu đinh. Cái style anh này là chắc là cái style mặt xương quá. Mặt xương, style Hàn Quốc. Mắt ảnh là mắt một mí dặn, mắt lá râm á, một mí mà hơi Hàn Quốc một chút xíu đó. Em nghĩ vậy đó. Lỗ mũi thì chị nghĩ chắc cũng vừa, không đến nỗi mà thấp, nó thanh thanh với gương mặt là tại vì mặt xương thì nhưng lỗ mà mũi... nếu Hàn Quốc là nhiều khi có sửa mũi rồi đó chị, mũi cao rồi đó. Mũi vậy cao hả? Mà là mũi sữa đó chị. À ha. Mà không biết em có sửa không em? Mà nếu chưa sửa thì để chị dẫn chỗ cho sửa. Chị Giang đi sửa sỉ không đó cưng à. Tướng của bạn này rất là chị nghĩ chuẩn đó. Mặt mày cũng xinh xắn đó. Gọn gàng. Nói chung là trẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của chàng trai thứ hai. Xin mời. Hãy gọi tôi là Gió, bởi vì tôi thích sự phiêu lưu và trải nghiệm. Tôi là mẫu người thích sự sáng tạo, yêu cái đẹp và hay thích làm trò để tạo niềm vui cho mọi người. Những cô gái có sự đầm thắm, dịu dàng và giọng nói ngọt ngào dễ khiến tôi say đắm. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp về giác quan thứ 6 của người phụ nữ, nhưng chưa có trường hợp nào dùng linh cảm của người phụ nữ để đoán mặt hay đoán nghề. Nên tôi đang rất hào hứng để bắt đầu cuộc chơi ngày hôm nay. Có mà sao không thấy em bay gì hết vậy? Cái bắp đùi của Gió hơi bự. Chị ơi, mình nói về cái phần trên chị ơi. À dạ. Vậy hả? Dạ. Đón cái mặt thôi em. Cái mặt. Cái mặt của bạn này chắc cũng hơi bự bự nha. Mặt bên này thì dài nhưng mà mặt bên này có bị chiều ngang. Là sao chị? Phải vậy chị. Là nó cái bị bự. Anh này anh đang đứng nghiêng đó chị. Anh đứng theo cái thế vậy nè chị. Thế là thế à. Để cho em mặt thế 73 á chị. Thế 73. Chứ nó không phải là anh đứng thẳng giống như cái anh số 1. Anh đứng theo chiều gió đó chị. Đó. Anh đứng vậy nè. Chị biết sao? Đó. Gió chiều nào anh theo chiều đó. Ví dụ gió thổi bên đây anh sẽ nghiêng đây. Mà nếu ngược lại gió qua đây cái là anh sẽ nghiêng qua đây. Tại vì anh đứng ngang vậy là anh sẽ bị cản gió. Chắc anh mỏi lắm ha. Mỏi, cái này nè mỏi lắm. Cái mặt có vẻ hơi khó khó. Kiểu giống như mà bị già trước tuổi á. Bị nuôi khí đá chị, nó hơi bị hấp hấp á. Kiểu dạng vậy, anh này khó tính nè. Theo như chị nghĩ thì cái mặt cái bạn này hơi hài hước á nha. Tại vì bạn đứng cái tướng thấy hài hước là cái mặt cũng sẽ hài hước. Nhưng mà mắt mũi miệng sao nè? Mắt thì mắt hai mí đó. Mà hai mí nhưng mà đuôi bị sệ cụp. Mũi này cũng dạng mũi bự á, chứ không phải mũi thon như bên này. Cái môi thì sao chị? Miệng là hình gì? Cái môi thì cũng thừ lừ á. Nó xấu đều hết chị đi. Cho nó vậy. Chị nói vậy rồi cái bạn đó bạn giận bạn bỏ về rồi sao? Gió ơi Gió, thông cảm cho chị nha Gió. Anh thứ ba chắc hơi mỏi rồi đó hơi. Và để anh thứ ba không còn mỏi nữa, chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của anh. Xin mời anh. Ông Mách, ông đi ra đi ông Mách chứ. Mọi người thường gọi tôi là chuột, bởi vì tôi nghe mẹ tôi nói khi sinh tôi ra tôi bé như chuột vậy. Tôi thuộc kiểu người trầm tính, ít nói, nhưng khi gặp đúng người, đúng chuyện thì tôi sẽ nói luyên thuyên và không ai nhận ra tôi như thường ngày nữa. Khi nhắc đến người phụ nữ, tôi thường nghĩ đến những người phụ nữ ngoan, hiền, tình cảm, biết chăm lo cho gia đình, chắc chắn sẽ rất hợp với tôi.
tôi chưa từng chứng kiến câu chuyện nào liên quan đến giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Chính vì điều đó, tôi đến tham gia chương trình để xem giác quan thứ 6 của người phụ nữ là như thế nào. Sao cái giọng của em nó tình cảm dễ thương quá hả? Ở ngoài em có vậy không em? Người ta không có thích bà đâu bà ơi. À, hỏi thôi mà. Người ta thích gái ngoan. À, gái ngoan. Chị nhắm chị ngoan không? Chị ngoan, hồi đó chị ngoan. Dạ, chương trình mình không có đi tìm bạn trai đâu hay chị? Ủa, giác quan thứ 6 có nghĩa là nhiều khi ở đó ở đây bắn lại chúng nhau là dính luôn đó. Dạ. Là như vậy là ví dụ như ngày hôm nay cảm giác của anh đến chương trình là sẽ có bạn gái dắt về. Chị cảm giác hôm nay linh tính chị đến đây là thế nào chị cũng có lời đi về à? Nhiều khi đây cũng là một cái giác quan thứ 6. Quan đó. Đúng đúng, vâng. Giống như chị Ly Giang là ẩm tiền về, còn chị là ẩm người về. Đó. Mê trai thấy rõ luôn vậy đó. Bây giờ em mời chị Ly Giang trước đi. Về cái nét trên gương mặt là cái chủ yếu nha, thì chị đang hình dung như thế nào? Hình dung là bạn này có vẻ cũng hơi đẹp trai á. Hơi đẹp trai. À, tại vì chị đoán cái giọng á, chị thấy bạn này có lẽ vẻ điềm đạm. Thường thường á, cái gì giọng với lại cái con người điềm đạm là sẽ chỉnh chu về trang phục và mặt rồi kia. Chị nhìn cái tóc nữa nè, chị cũng thấy chải rất là gọn gàng. Và cái lỗ mũi thì chị thấy không thấy đó là xẹp đó. Nhưng mà cái miệng là hơi, cái môi trên hơi hô ra kìa. Nó hô môi trên ra kìa, thấy đó, không? Ờ. Hô. Không thấy cái lỗ mũi mà thấy cái mỏ hô ra. Đúng rồi. Chị mình dùng cái môi cho nó đẹp. Cái môi. Sáng giờ chưa có quay mà chị có cảm giác trong người chị á, cái hàm răng chị nó bị ê. Là sao? Là điều gì chị? Là kiểu như lát nữa đi ra đường té gãy răng hết. Cảm giác hàm răng của chị nó ê. Giống như là chút chương trình là chị có kiểu như là có sự va chạm. Đó vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh ba gương mặt của ba chàng trai trên màn hình LED. Xin mời. Mín. Thấy chưa? Trời ơi là chuột. Trời tường, cái người thứ hai sửa mũi kìa tường. Nè chị. Hả? Cho chị đón trước. Kính lão đắc thọ em nhường rồi, chị bây luôn. Bây giờ đầu tiên là chàng trai có biệt danh Mín. Theo chị Giang là chàng trai sở hữu gương mặt số mấy? Mín đầu tiên là số 3. Kì vậy, xem chỉ số 2 mà chị chỉ số 3 vậy. Chị Giang đang cảm giác là gương mặt số 3. Cảm giác số 3 là cửa này nè, là bạn Mín. Rồi. Còn chị Tường à? Chị nghĩ số 2 là bạn Mín. Điều gì khiến chị Tường nghĩ thì đó, nãy giờ chị nhìn tại bạn số 2 đang đứng chính giữa trực diện, ánh mắt nhìn vô chị nảy lửa luôn, cái mũi ảnh cao cao đụng vô lỗ mũi chị. Đó, cái cằm ảnh nhọn, tai Hàn Quốc, chị nói rồi. Tóc ảnh nè, à, bên đây là tóc xùi nha. Đúng rồi, à, chị tóc xùi, số 3 là tóc xùi. Nhưng mà bên đây là tóc cao ráo, hai bên ém cao, y chang hồi nãy chị tưởng tượng. Anh này chính là Mín về đội của Cát Tường. Tiếp theo đó là bạn Gió. Mời chị Lê Giang. Bạn Gió thì là số 1. Gió là số 1, đeo kính cận. Còn chị Tường à? Cái anh số 3 có đeo bông tai, mình rất là kết mô đen ảnh luôn. Cái mô ảnh thừ lừ y chang chị Lê Giang tả lúc nãy. Đúng không? Nãy chị nói mô thừ lừ luôn. Anh số 3 sẽ là anh Gió của Tường đó. Gương mặt số 3 là Gió. Gió đó. Bạn Gió thì chị Lê Giang chọn là gương mặt số 1. Còn chị Cát Tường chọn là gương mặt số 3. Nghĩa là chàng trai có nickname Chuột. Thì chị Lê Giang sẽ chọn là số 2 và chị Cát Tường sẽ chọn là số 1. Chốt chưa ạ? Chốt rồi. Dạ. Xin mời vén bức màn của bạn đầu tiên, Mín. Chị Tường đã đoán đúng rồi. Chính xác là số 2. Hay quá, thấy chưa? Ủa sao giờ cái mặt này với cái mặt này không có giống ai đó. Trời, cầm nhọn nhọn kìa, thấy không? Mũi cao cao nhìn xa vậy mà còn thấy mắt chị kém mà chị giống. Ở ngoài chị em đẹp hơn đó. Thì đương nhiên rồi ta. Nhưng mà cái gương mặt là vẫn gương mặt của anh ấy. Ờ. Vâng, và bây giờ xin mời vén hai bức màn còn lại ạ. Xin mời. Như vậy là chị Giang đã đúng được bạn Gió. Yeah. Còn chị Cát Tường thì đã sai hết rồi. Thì quê thôi, quê người đoán đúng được anh thôi. Được rồi, lấy gì nhiều. À. Với kết quả vừa rồi thì mỗi khách mời của chúng ta sẽ mang về cho mình 5 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã gặp gỡ ba chàng trai. Và hai chị vẫn còn vòng 2 và vòng 3 để thi đua với nhau về giác quan của mình. Trước khi đến với vòng 2, chúng ta hãy cùng người dây lao trong vòng ít phút.